Ok, hãy xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình. Mình là Gạch đây. Và hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách sinh tồn trong thế giới. Khi chúng ta lắc cái chuông thì chúng ta sẽ nhận được vật phẩm cực kỳ VIP. Và để xem vật phẩm cực kỳ VIP đó là gì thì mình cùng các bạn vào luôn video nha. Let's go, mình sẽ reload thế giới này. Rồi ok, mình đã reload thế giới xong. Như các bạn cũng biết thì cái chuông trong Minecraft á thì chỉ có ở chỗ dân làng thôi, dân làng bình thường đó mọi người. Mỗi cái dân làng sẽ có một cái chuông, đấy, thường là mấy ông dân làng á sẽ tụ tập lại cái chỗ có cái chuông á để mà thảo luận hay là tám chuyện thiên hạ đó thì mình không biết. Rồi mình đang ở ngay chỗ một cái đồng bằng, mình mong là chỗ đây sẽ có dân làng. Khi chúng ta lắc cái chuông á thì cái chuông nó sẽ peng peng và nó sẽ rơi vật phẩm nha mọi người, chứ không phải là đập cái chuông nó sẽ rơi ra vật phẩm đâu nha. Và cái chuông trong Minecraft nó có thêm một cái chức năng, đó chính là khi mình lắc chuông á mà lúc đánh dân làng ác á thì chúng ta sẽ gọi là nhìn thấu được mấy ông dân làng ác đó, ghê không mọi người. Và cái chuông này không thể nào chế tạo được nha mọi người. Cái chuông thì chỉ có database nó mới có công thức. Thì bây giờ mình sẽ tới dân làng gần nhất. Cái what the hell gì vậy? Âm 1200. Trời ơi, cái dân làng gần nhất cách mình 1300 khối các bạn à. Vậy thường thường là dân làng chỉ cách mình có 200 đến 300 lóc thôi. Lần này dân làng cách mình cả nghìn mấy lóc luôn. Khá là xa ấy. Các bạn nghĩ mình có nên giết động vật lấy thịt hoặc là làm một số dụng cụ không? Chắc là không đâu. Như vậy nó cũng tốn thời gian lắm. Thôi bây giờ mình đi bộ tới đi. Mình mong mình đi tới đó thì mình sẽ không bị chết đói các bạn à. Âm 1300 lóc. Ủa đúng không? Đúng rồi, âm 1300 lóc các bạn à. Hướng âm là chúng ta phải đi hướng này. Rồi ok. Ok, mình đã trở lại rồi đây. Và trước mặt mình là đại dương các bạn à. Bảo sao dân làng không có ở đây. Thì cái chỗ mình spam á là một cái hòn đảo các bạn ơi. Một hòn đảo lớn, rất là nhiều cây cối ra luôn. Nói chung là ở đây thì chỉ có cái đồng bằng hồi nãy thôi, còn lại thì toàn là rừng cây các bạn à. Cho nên dân làng không có ở đây. Mình phải chế tạo thuyền để mà băng qua cái đại dương này. Chắc chắn băng qua cái đại dương này xong thì chúng ta sẽ gặp được dân làng. Và mình đã đi được âm 400 lóc rồi các bạn à. Các bạn thấy mình mất máu không? Đây. Nãy mình chơi ngu các bạn à. Mình nhảy trên mấy cái cây rồi rơi xuống mắc mấy giọt máu chơi. Bây giờ thì mình sẽ chặt gỗ chế tạo thuyền để băng qua đại dương nha mọi người. Rồi mình xin lại cái crafting luôn. Chắc là đi thuyền nó sẽ không bị đói đâu mọi người à. Mình tin là vậy. Tại vì mình... À đúng rồi, mình đang dùng tay mình chèo thuyền mà. Nó vận động cơ thể nó sẽ bị đói. Ok, mình đã tới cái chỗ gần có dân làng rồi các bạn à. Chắc đây là dân làng tuyết mọi người ơi. Đây, mình lên được vùng tuyết rồi. Và nãy giờ mình chèo thuyền nó chỉ tốn... nó không tốn mọi người à. Do mình đi bộ nó mới tốn thôi. Chèo thuyền mà không tốn một cục đường gà nào luôn ấy. Ồ, xịn vậy. Bây giờ mình đi hết nổi rồi. 300 lóc nữa là mình tới được dân làng rồi. Cố gắng lên. Ê, tới dân làng rồi mọi người à. Gì? Dân làng tuyết mọi người ơi. Ui vậy thật, mình phải băng qua đại dương mình mới tới được dân làng. Sao cực khổ thế này. Mình vừa thấy con mèo nó săn con thỏ bốc khói luôn kìa. Ui vãi, đáng sợ cực kỳ à. Dân làng ơi, đói quá, có gì cho tôi ăn không? Đây, ở đây có một cái nhà băng này mọi người. Trời ơi, dân làng chưa đủ lạnh hay sao mà xây nhà băng đây ở. Ở đây cũng có mấy cái nhà rất là bự nè các bạn. Dân làng rộng phết nhờ. Đây các bạn ơi, cái chuông, đúng rồi. Đó các bạn thấy không, là mấy ổng tập trung lại chỗ cái chuông để mà tám chuyện thiên hạ đó mọi người. Đấy, camera chạy bằng cơm mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ rung cái chuông để xem nó rơi cái gì nha mọi người. Quát, có đống đồ luôn mọi người à. Cái gì đây? Trời ơi, hộp sugar. Đây rồi mọi người ơi, thức ăn các bạn ơi. Ui vãi, có cả netherite luôn kìa. Wow, chỉ cần rung chuông thôi mọi người ạ mà mình đã được cái đống đồ như vậy rồi. Xịn vãi, lại là đồ sắt các bạn ơi. Lúc nào cũng cho mình đồ sắt là sao trời. Ôi, ăn một cái táo vàng cảm giác tuyệt vời vậy các bạn à. Đấy, máu của mình hồi lên được thêm mấy tim rồi nè. Rồi, bây giờ chúng ta lựa đồ nha. Đây, mình sẽ bỏ hai cái hộp sugar ra ngoài nè. Bỏ mấy cái đồ sắt đi ha. Đấy, ông dân làng nào mà thích mặc đồ sắt thì tới cái hộp sugar lấy nha, cho miễn phí á. Rồi, đây mọi người ơi, bảo vệ 4 này. Đây, bây giờ thì mình sẽ đặt cái crafting ra ngoài nè. Chúng ta lại tiếp tục lựa đồ các bạn à, lại đi shopping. Đây, mình sẽ ép netherite lên nha mọi người. Đó, một cái bảo vệ 4 rồi nha. Quá là xịn các bạn à. Rung chuông thôi mà được như thế này rồi. Rồi, các bạn thấy yêu quý cái chuông chưa? Đấy, nâng niu cái chuông nha. Cài database này vào thì nhớ sắm cho mình một cái chuông. Nào đói hay gì đó thì rung chuông lên là sẽ có táo vàng để ăn. Có pháo bông này. Có pháo bông, vậy là chúng ta sẽ nhận được cánh khi chúng ta rung cái chuông này các bạn à. Quá là xịn luôn. Có cung là được. Mũ bảo vệ 4. Đây 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 rồi. Lại một cái bảo vệ 4 các bạn à. Bảo vệ 3 mình không cần. Đây rồi, trời ơi. Sao lần này toàn là đồ VIP không nha mọi người. Toàn là bảo vệ 4 không này. Ngon. Trời ơi, mình thiếu một cái quần nữa thôi. Rồi mình sẽ vào nhà ngủ nha mọi người. Đấy, mình full dụng cụ luôn rồi. Bây giờ là chỉ thiếu thức ăn thôi. Bây giờ ngủ ké dân làng một đêm nha. Lặn lội đường xa tới đây. Mình xứng đáng được như vậy các bạn ạ.
đúng không? Trời ơi, mình đi bộ cả 1.000 mấy lóc luôn á. À, đi mà muốn chết đói luôn. Rồi sau đó thì chúng ta nhận được một đống đồ đấy, rất là xứng đáng luôn. Cái gì? Nhìn cái gì? Chưa thấy đồ xịn bao giờ à? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục rung chuông nha mọi người, để xem là nó sẽ cho mình gì nữa. Đấy, ui vãi, cả đống táo vàng luôn kìa mọi người. Mấy cái đồ sắt thì mình không dùng đâu, mình sẽ cắt vào cái hộp sugar này hết luôn. Đây, chúng ta đã có rất là nhiều táo vàng các bạn à. Ăn thoải mái luôn ha, ăn cho nó hết đói đi. À, bảo vệ khỏi lửa có nên dùng không mọi người? Nếu mà đi trong địa ngục, bảo vệ khỏi lửa đó là cần đó mọi người. À đúng rồi, lát nữa mình giết mấy con quỷ lửa thì mình cần bảo vệ khỏi lửa. Mình nghĩ là mình sẽ lấy bảo vệ khỏi lửa này. Rồi, full giáp Netherite nha mọi người. Mình cần thêm một cái cúp hiệu suất 4 nữa để mà ép lên thành hiệu suất 5, đào hắc diện thạch cho nó nhanh mọi người ơi. Trời ơi, cung sức mạnh, đây rồi, cung sức mạnh cộng với vô hạn luôn. Trời ơi, xịn. Thêm chậm hỏng nữa. Trời ơi, một cái cung rất là xịn các bạn. Đấy, đồ như vậy đánh rồng nó mới đã chứ. Dân làng này rất là giàu các bạn à. Các bạn thấy mấy ổng không dùng đuốc nha, mấy ổng dùng cái lồng đèn đó. Cho nên mấy bạn nào mà tới dân làng này á, muốn chơm đồ á, thì các bạn nên chơm lồng đèn nha. Tại vì lồng đèn các bạn phải dùng sắt để chế tạo, cho nên cái lồng đèn này cực kỳ xịn các bạn à. Rồi bây giờ thì mình lại tiếp tục rung chuông nha mọi người. Mình sẽ tìm một cái kiếm sắc bén 5 nha các bạn, với lại thêm một cái cúp hiệu suất 4 nữa nha, để chúng ta ép lên hiệu suất 5. À trước tiên thì mình sẽ chế tạo một cái đe cái nè. Lên rồi mình ép đồ vào. Có cả Emerald luôn nè mọi người. Emerald khá là hiếm ấy. Mình thấy kim cương rơi nhiều hơn Emerald ấy. Rất là nhiều chai kinh nghiệm này. Nãy giờ thì không thấy cái cánh nào nha. Cố gắng rung đến khi nào cái cánh xuất hiện nha mọi người. Như vậy nó mới đã nè mọi người. Tiếp tục rung chuông. Ủa, đứng chỗ này rung không được à? Ui vãi. Mình rung chuông đến nỗi mấy ông dân làng mấy ông sợ chạy luôn mọi người. Tội vãi. Cả đống đồ luôn mọi người. Tại sao không có cái cánh nào vậy? Có cả táo vàng enchant nè mọi người. Đây. Mình sẽ lấy táo vàng enchant nha. Cung sức mạnh 4. Rồi bây giờ thì mình sẽ ép hai cái cung này vào. Sức mạnh 4 này mọi người. Đó, lên thành sức mạnh 5 luôn nha. Bắn rồng cho nó mạnh. Rồi bỏ những thứ không cần thiết vào luôn này. Đây mọi người ơi, kiếm sắc bén 4 này. Mình sẽ ép hai cái cúp vào thành cúp hiệu suất 5 nha mọi người. Cúp hiệu suất 4. Rồi cây cúp hiệu suất 4 mình mới nhận được nè mọi người. Là mình sẽ ép lên thành hiệu suất 5 nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục nhặt nha. Ôi, có táo vàng kìa. Hình như cái cánh nó hơi hiếm thì phải á. Có cả tô tầm luôn kìa mọi người. Hại thêm ma 5. Hại thêm ma 5 các bạn nha. Có cả nhặt luôn này, ngon. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ ép hai cái kiếm này vào. Mình sẽ loại bỏ cái hại thêm ma 5 nha mọi người. Muốn loại bỏ hại thêm ma 5 thì chúng ta cần tới 19 kinh nghiệm các bạn à. Bây giờ mình sẽ tiếp tục uống kinh nghiệm. Đủ 19 kinh nghiệm rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ ép hai cái kiếm này vào. Đó, loại bỏ cái hại thêm ma 5 nha. Mình sẽ lấy sắc bén 4. Mình được một cây đinh 3 xuyên vào da thịt 5 mọi người ạ. Ôi, cây này mà đánh mấy con quỷ cá ở dưới nước rất là xịn luôn ấy. Kiếm nhặt thì có rồi, nhưng mà sắc bén thì sắc bén 4 thôi, nó chưa gọi là mạnh lắm. Bây giờ thì mình sẽ lựa thêm một lần nữa nha. Nếu mà không có thêm một cái sắc bén 4 thì mình sẽ đi vào địa ngục để chúng ta farm enderman cũng như là quay lửa. Chúng ta sẽ cố gắng tiêu diệt rồng nữa nha. Các bạn nhìn hộp sugar của mình đấy, đầy tràn đồ luôn. Ôi, đồ sắt, đồ kim cương có hết. Trời, mấy ông lại bu cái chuông và tám chuyện các bạn. Mấy ông này nhiều chuyện vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục vung chuông nha. Chắc là mấy ông này sẽ bỏ chạy hết đây. Đấy, chuẩn bị nè. Vãi nồi chạy hết luôn mọi người. Ôi, có cánh không? Không có cái cánh nào luôn mọi người à. Buồn vãi. Nãy giờ thì nó không có cái cánh nào mọi người à. Cho nên là mình sẽ lắc khi nào nó có cái cánh thôi nha. Với lại kiếm thì các bạn thấy nè, toàn là hại thêm ma không à. Đâu rồi. Đấy, toàn là hại thêm ma. Nó không có sắc bén mọi người ơi. Khá là xui, mình đang cần cái sắc bén. Rồi bây giờ mình lại tiếp tục rung chuông nha. Rồi, vãi, có cánh rồi mọi người à. Giới hạn của bầu trời, đây rồi. Quả là xịn luôn. Đấy, có cánh rồi, xịn vãi. Ui, kim cương có đóng luôn kìa mọi người. Ngon. Đây, đinh 3 lòng trung thành. Lòng trung thành 2 mọi người ạ. Đấy, các bạn thấy thì lòng trung thành 2 á, một hồi nó mới quay lại với mình. Còn lòng trung thành 3 các bạn phóng ra thì nó khi nó kêu cái bùm một cái là nó sẽ quay về cực nhanh luôn. Đấy, các bạn thấy thì nó lết từ từ tới mình có nên sử dụng đinh 3 hay không ta? Chắc là không đâu mọi người ạ. Nhiều bạn bảo là anh ơi, tại sao anh không dùng cái rìu để mà tiêu diệt rồng? Mình nói rồi các bạn nha, cái nào cũng được hết. Các bạn có thể sử dụng cái rìu để đánh rồng cũng được. Mình biết là nó mạnh nhưng mà nó cực kỳ không lợi, tại vì nó đánh cực kỳ lâu các bạn à. Còn cái kiếm chúng ta vừa có sức tấn công cao còn đánh cực kỳ nhanh nữa. Đấy, cho nên là cái kiếm mình thấy nó vẫn xịn hơn cây rìu các bạn à. Mình sử dụng kiếm nó quen rồi ấy. Mình đã có cánh rồi, bây giờ thì mình sẽ ép cái cây sắc bén 4 của mình lên thành Netherite luôn này. Rồi cái cúp cũng vậy luôn nha. Đấy, để mà chúng ta đào hắc diện thạch cho nó nhanh ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào dân làng ngủ thêm một đêm nữa. Mình sẽ lên đường đi tìm cổng địa ngục nha mọi người.
Oh no. Kế bên cái dân làng của mình thì ở đây nó có thêm một cái dân làng tuyết nữa mọi người ạ. À. Vãi nồi luôn. Hai cái dân làng gần bên luôn. Ui vãi, chỗ băng gai mọi người. Đây rồi, cánh cổng địa ngục của chúng ta. Vãi, cánh cổng băng giá à. Ở đây không có lava các bạn à. Nhìn đây, bị băng nó bao xung quanh hết rồi. Thường là chỗ cánh cổng nó hay có lava đúng không? Nhưng mà cánh cổng này thì lại có băng các bạn à. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dùng cái cúp này mình đào mấy cái cục hắc nhện thạch nha. Rồi, hai cục rồi. Không biết có đủ hay không nữa. Để mình mở cái rương thử nha. Thường mấy cái rương đó hay có hắc nhện thạch sẵn lắm. Thêm một cái dụng cụ đánh lửa này. Quả cầu lửa các bạn cũng có thể kích hoạt được cổng nha. Rồi, ba cục đúng không? Đủ các bạn à. Một cục này. Rồi, chúng ta lót ở phía trên hai cục nữa là đủ ấy. Ồ, hên vãi. Cứ tưởng là thiếu các bạn ơi. Chúng ta sẽ lấy quả cầu lửa này bật lên. Ồ, nó bị dính tuyết các bạn à. Ôi vãi, nó bị dính tuyết. Cho nên là nó không kích hoạt được. Đó, như vậy mới kích hoạt nè. Ở đây có cục vàng mọi người à. Nhưng mà mình nhiều vàng quá rồi, lấy chi nữa đúng không? Đây, vàng cái đống này. Chỉ cần lắc chuông thôi mà chúng ta đã có như thế này rồi. Ok, ui, vãi, đường xanh luôn rồi mọi người. Xịn cực kỳ. Bây giờ thì mình sẽ mặc giáp vào để chiến với mấy con enemy nè mọi người. Không cần phải tốn thời gian để đi tìm cái đường xanh các bạn à. Ui, rơi xuống đó luôn rồi mọi người à. Ui, con enemy này nó ngu vãi. Rơi xuống với mày luôn nè. Ui sao con này nó dịch chuyển tùm lum vậy. Rồi hồi nãy các bạn thấy thì nó chưa ôm cục đất đúng không? Trong lúc nó đang giận thì nó ôm cái cục đất. Nó muốn cầm cục đất nó dợn ở đầu mình hay sao đấy. Rồi con này rơi hai cục các bạn ơi. Rồi con này rơi mấy cục vậy ta? Ủa hồi nãy mấy cục vậy? Mình không nhớ nữa, hình như nãy là ba cục đúng, mọi người. Hình như con này rơi cho mình ba cục. Ôi xịn vãi. Rồi tiếp tục nha. Rồi con này rơi ra có một cục thôi mọi người ơi. Đây rồi, con này ở trên cây. Mình sẽ dùng cánh để bay qua này. Đó, xịn không mọi người? Có cánh là mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn. Trời ơi, kiếm nhặt ba mà không rơi một cục nào à. À chết chết chết, bị phát hiện rồi. Chạy thôi. Rồi, con này rơi cho mình hai cục. Đây, hai con luôn. Con này rơi cho mình hai cục. Và con này, một cục nữa là đủ rồi mọi người ạ. Đây, con này rơi cho mình một cục, đúng như mình mong đợi luôn. Rồi, vậy là mình đã đủ 12 cục rồi. Nếu mà bạn nào không dùng tọa độ thì nhớ farm nhiều một tí nha. Cũng không mất thời gian lắm đâu. Nếu các bạn ép sách nhặt vào kiếm thì farm cực kỳ nhanh thôi. Forget gần nhất cách mình 80 khối các bạn à. Có nghĩa là mình đào thẳng hướng này thì mình sẽ tới forget luôn. Đâu, cái forget đâu? Đây rồi mọi người à, forget nó ở dưới nè mọi người. Rồi nè, rồi, một pháo đài thật khủng khiếp. Gần cánh cổng của mình cho nên là rất là xịn các bạn à. Ôi, mình rất là thích cái kiểu mà vào địa ngục mà nó gần những thứ mà mình cần tìm á mọi người. Chỗ nào có bị lửa vậy ta? Chỗ đây là lòng pha bị lửa đúng không? À, mình sẽ mặc cái giáp vào đã. Chỗ này có mấy con bích linh luôn mới ghê chứ. Mình sẽ ăn trái táo vàng phù phép vào để mà kháng lửa mọi người. Mày. Rồi, được hai que lửa. Ủa, con bích linh kia đâu rồi ta? À, bị kẹt cái này, tội vãi. Đây, ai bắn mạnh hơn? Chắc mày bắn 3 mũi luôn ấy. Con quỷ. Nó bắn mình 3 mũi không xi nhê, mình bắn nó một mũi chết queo. Đấy, có kháng lửa cực kỳ xịn các bạn à. Mấy con quỷ lửa không làm gì được mình. Mình đã được 14 bột quỷ lửa này. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo thành mắt Ender. Rồi bây giờ mình sẽ quay về nha mọi người. Ui vãi, tí nữa rơi xuống lava rồi. Mà chả sợ đâu, mình đã có bảo vệ khỏi lửa mà. Nó nằm đâu ta? Mình nhớ là chỗ này. À đây rồi, cánh cổng của mình. Ui da, trời ơi, vãi. Mắc nửa cái máu các bạn à, đáng sợ vậy. Rồi, chúng ta về Overwatch thôi, let's go. Rồi, mình đã trở ra ngoài rồi. Đây, một cánh cổng nằm chỗ vùng băng gai các bạn à. Bây giờ thì mình sẽ đi tới cái chỗ Stronghold nha. Rồi, mình sẽ mặc giáp vào, đây. Ui, nó làm chậm mình khó chịu quá mọi người. Mình xử nó luôn. Rồi, cái chỗ con Reaper nổ, đó chính là cái chỗ mà mình xuống phía dưới cái hang rồng mọi người. Đây, các bạn thấy thì mình đã đào tới cái chỗ Stronghold rồi, mắt gián điệp. Và bây giờ mình sẽ tìm tới chỗ hang rồng. Sao cái chỗ này nó tùm lum vậy ta? Nó ngay cái chỗ thung lũng cho nên là nhìn nó tùm lum vãi các bạn à. Cái cổng nó nằm ở đâu ta? Ở đây chúng ta có một cái thư viện này. Chỉ cần mình nghe được tiếng dung nham thôi là mình biết vị trí cánh cổng nó nằm đâu luôn ấy. Chỗ này có bị sáng. À đây rồi, lại gặp mấy em cá bạc. Trời ơi, gặp nó mà phát chán luôn á mọi người. Nó cho mình một cục mắt sẵn này. Rồi mình sẽ bỏ thêm 11 cục mắt vào cái chỗ hang rồng. Cái gì, muốn vô hang rồng luôn không? Cho mình vô hang rồng này. Đây, bây giờ chúng ta lại tiếp tục
chiến rồng bằng cánh nha mọi người. Chiến rồng bằng cánh rất là xịn đúng không mọi người? Chỉ cần chúng ta lên trên và bắn mấy cái cục này rất là dễ dàng luôn. Đấy, liên tiếp luôn mọi người, rất là xịn. Đấy các bạn thấy không? Xịn lắm đúng không? Đấy, có cánh là mọi thứ nó tuyệt vời hơn các bạn ơi. Ây da, khoan, cầm cái tô tầm cho nó chắc ăn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đặt lóc chỗ này và chúng ta phá cục này. Đấy, nó sẽ giảm sát thương khi nổ nha mọi người. Rồi mình sẽ bay xuống cái lồng sắt này luôn. Đó, rồi chúng ta sẽ đặt cục này. Ui vãi, tí chết các bạn nha. Mình sẽ ăn một trái táo vàng để hồi máu này. Rồi sau đó chúng ta sẽ bay vào cái lồng sắt tiếp luôn. Ui. Rồi, thế là hết rồi đúng không? Hết rồi đấy. Không còn cục pha lê nào luôn á. Trời ơi, mình bắn nhanh vãi các bạn. Rồi, tới lúc chiến rồng thôi. Bây giờ thì mình sẽ bay theo con rồng này. Trời, mình sợ nó hút mình như cái hôm kia quá. Nó hút mình bay lên trời tút lút luôn ấy. Ui, trời ơi, nó lại hút mình. Mày. Mình phải lên trời mình tiêu diệt nó các bạn. À, nó xuống rồi kìa. Ây da, ây da. Rồi, tới lúc chiến rồng thôi. Mình sẽ đánh vào cái đầu của nó. Trời ơi. Để ý nha. Đánh đầu á thì nó rút máu nhanh hơn, nhưng mà đánh đầu chỉ được vài cái thôi. Các bạn thấy thì mình đánh cái mình á thì nó sẽ lâu đúng không, nhưng mà mình đánh được rất là nhiều cái các bạn à. Kiểu như mình chỉ đánh được bao nhiêu máu thôi là con rồng nó sẽ bay lên lại đó. À ha, nó xuống lại kìa. Rồi lần này nó chết chắc với mình rồi mọi người ạ. Ui. Ui. Ui cái gì vậy? Con rồng nó cắn mình à. Ui đáng sợ vậy. Không có tô tầm là mình chết rồi. What? Tụi đấy không biết chuyện gì xảy ra luôn. Ui Ender tấn công mình. Rồi không có cái tô tầm là mình đã chết queo rồi mọi người ạ. Hồi nãy hình như là do con rồng với con Ender nó tấn công mình cùng lúc hay sao ấy. Rồi mình đã chiến thắng con rồng và đã nhặt được chiến lợi phẩm rồi mọi người ạ. Ủa cảm giác kinh nghiệm nó ít đi thì phải á. Hay là do chắc là do mấy cái đồ sửa chữa nó hút vào các bạn à. Cho mày vào đây luôn. Rơi vào Overwatch đi. Đó. Đây chiến lợi phẩm tiếp theo của chúng ta đây mọi người. Nhiều bạn bảo là sao anh không lấy cái đuốc để mà lấy trứng rồng cũng được mà. Ừ lấy đuốc các bạn à. Các bạn biết mình đứng kế đây thì cũng lấy dễ dàng này. Thôi kệ đi, lấy đuốc đi. Rồi, mình trở về lại cái dân làng mà mình đã chết bon rồi mọi người ạ. Đây là thành quả khi rung cái chuông các bạn ạ. Rồi, thì mình đã giết rồng xong rồi. Đấy, chiến lợi phẩm cũng lấy luôn rồi. Đây, chiến lợi phẩm của mình, trứng rồng. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video sinh tồn. Khi chúng ta rung cái chuông thì sẽ nhận được vật phẩm cực kỳ VIP nha. Còn bây giờ thì bye bye. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Nhớ like mạnh cho mình nha. Comment fan gas để mình thả tim nha mọi người. Bye bye. Anh hùng trong